Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Và cứ mỗi tối vào lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh Sớm. Và đêm nay thì sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện của tác giả Mây Hạ. Tác giả Mây Hạ là một cây viết gần đây cộng tác với kênh chúng ta cũng rất nhiều. Gần đây nhất mới phát sóng cách đây vài hôm là một câu chuyện có tựa đề là Vong Hồn Cô Mi. Và nếu quý vị nào chúng ta chưa nghe, chúng ta có thể tìm lại ở trên kênh Sớm. Tối nay thì Mây Hạ sẽ gửi đến chúng ta một câu chuyện có tựa đề là Dãy Trọ Vong Linh. Một câu chuyện kể về hai cô sinh viên đi tìm nhà trọ, đi học. Và câu chuyện sẽ được xảy ra trong chính cái dãy nhà trọ này. Và nếu như yêu thích tác giả Mây Hạ, quý vị có thể ủng hộ cho em ấy bằng cái việc là truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị cùng nhau like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện Dãy Trọ Vong Linh. Nhi hồi hộp ngồi trước laptop, mong chờ kết quả. Bố mẹ cô ngồi cạnh cũng không ngừng lo lắng. Ai nấy đều bày ra bộ mặt nghiêm trọng, dán chặt mắt vào màn hình máy tính. Chỉ tích tắc nữa thôi, Nhi sẽ biết điểm thi đại học của mình. 12 năm đèn sách, cũng chỉ chờ đợi ngày hôm nay mà thôi. 3, 2, 1, đến rồi. Nhi thầm đếm trong đầu, rồi bất ngờ la toáng lên. Cô ôm mặt khóc nức nở, khiến cho bố mẹ ngồi bên cạnh chưa hiểu chuyện gì nên chỉ biết choàng tay ôm lấy con gái bé nhỏ vào trong lòng. Điểm thấp không có sao đâu con. Dù sao con cũng đã cố gắng rồi. Bố mẹ vẫn mãi tự hào về con. Bà Mai vỗ về an ủi con, nhưng Nhi vẫn cứ nức lên từng hồi. Phải 2 phút sau, cô mới ngẩng mặt lên, khuôn mặt đỏ ửng, nói trong niềm sung sướng. Mẹ ơi, con đỗ rồi, con được 29 điểm. Vừa nghe dứt câu, thì bố mẹ cô trố mắt ngạc nhiên. Vậy là con gái của họ thi gần như được điểm tuyệt đối. Cơ hội trúng tuyển gần như là 100%. Cả hai không hẹn, mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Bà Mai đánh yêu con, giọng giận hờn. Bố nhà chị, thế mà chị cứ khóc sướt mướt mãi. Làm cho bố mẹ tưởng chị thi không có được suôn sẻ. Nhi sung sướng, hạnh phúc khi những công sức đã bỏ ra nay hoàn toàn được đáp lại xứng đáng. Đồng loạt những tiếng tinh tinh vang lên. Chẳng cần xem cũng biết đó là đám bạn nhắn tin để hỏi điểm. Ông Nam đứng lên, trên miệng vẫn nở ra một nụ cười hạnh phúc. Biết điểm như vậy là được rồi, còn đi ngủ cho khỏe. Đoạn ông quay sang nói với vợ, bà cũng về phòng ngủ đi. Bà Mai lấy tay nhéo má con gái một lúc rồi mới đành lòng rời đi. Nhi nằm vật lên giường, tay vớ lấy cái điện thoại đọc những dòng tin nhắn. Hầu như lớp cô ai cũng điểm cao và cơ hội trúng tuyển vô cùng lớn. Nhi là người báo điểm cuối cùng và không khỏi khiến mọi người trong lớp trầm trồ. Hàng loạt lời khen, lời chúc mừng hiện ra trước mắt. Nhi chìm vào trong những lời chúc đó, niềm vui sướng dâng trào khiến cơ thể cô cứ lâng lâng như đang ở tận mây xanh. Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã đến ngày Nhi phải lên đường nhập học. Mặc dù là người ở dưới quê, nhưng gia đình khá giả nên cô cũng không phải lo về chuyện học phí. Việc đầu tiên mà cô cần lo lắng là kiếm cho mình một phòng trọ thật tốt để trải qua những tháng ngày sinh viên. Alo, mày đi đến đâu rồi? Tiếng của Ly vang lên, khiến cho Nhi giật bắn cả người. Mày nói nhỏ thôi, sao cứ như cháy nhà thế? Tao ra đến bến rồi, mày ở đâu đây? Tao ở đây. Nhi quay ngoắt người lại. Ly đang đứng vẫy tay giữa dòng người xô bồ. Vì chiều cao không cho phép
nên Ly cứ nhảy tưng tưng lên để cho Nhi nhìn thấy. Nói về Ly, cô là bạn thân từ thuở bé của Nhi. Hai người đi đến đâu là dính nhau như Sam tới đó. Lên tới đại học, họ cũng chọn chung một trường cho khỏi phải xa nhau. Cả hai xứng đáng với biệt danh là đôi bạn cùng tiếng, trứ danh tại trường cấp 3 mà cả hai cùng theo học. Sau một hồi chật vật, thì cuối cùng Ly cũng đến được chỗ cô bạn của mình. Ly thở hồng hộc, trên mặt đã vã hết cả mồ hôi. Mới sáng sớm mà bến xe đông đúc quá, ở trong đó như nướng người vậy. Nhi phì cười, lấy tập khăn giấy đưa cho bạn. Mày nói cũng như không, có phải mỗi mình mày là sinh viên đi nhập học đâu. Nhỉ. Mà thôi, tìm chuyến xe của mình rồi nhanh chóng lên đường thôi. Cả hai dắt tay nhau lần mò từng số xe. Kia rồi. Ly reo lên, đúng là xe này rồi. May mắn làm sao, còn đúng hai chỗ trống dành cho hai người. Số người lên xe ngày càng đông, khiến cho bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Ly vừa mới lên xe, đã thấy đầu óc vô cùng choáng váng. Cô tựa đầu vào thành xe, vẻ mặt mệt mỏi. Thấy vậy, Nhi liền hỏi han. Sáng ngày á, mày uống thuốc chống say chưa? Tao uống rồi. Uống liều mạnh nữa là đằng khác, nhưng mà vẫn thấy khó chịu lắm. Nhi liền lục lọi thứ gì đó, rồi đưa mẫu bánh mì cho Ly, căn dặn. Nhét vào mũi á. Mày muốn tao chết hay sao mà kêu tao nhét chặt vô cái mũi? Ly cười và đáp lại. Nhi lấy tay cốc một cái đau điếng lên đầu bạn mà phì cười. Ơi, mệt mà vẫn nhây thế hả? Nhét vào cho nó đỡ buồn nôn. Kinh nghiệm ba đời nhà tao đó. 5 phút sau, chuyến xe cũng đã lăn bánh. Ly nôn nao khắp cả người, cơ thể vật vã như không còn một chút sức lực. Nhi ngồi bên cạnh không biết làm gì hơn, mà đành đưa tay vỗ lưng cho bạn. Những khoảnh khắc ấy giống như địa ngục trần gian vậy. Ly ôm chặt cổ họng, ngăn cho bản thân không được ói mửa, nhưng làm sao có thể kiềm chế được. Cổ họng như muốn xé toạc cả ra, rát đến kinh người. 2 tiếng sau, chuyến xe cũng đã đến nơi. Chiếc xe vừa phanh lại còn chưa kịp dừng hẳn, thì Ly đã nhào nhanh xuống. Cô hít lấy hít để bầu không khí ở bên ngoài. Nhi đến nơi, thấy Ly đang nước mắt giàn giụa, ngồi xổm trên mặt đất, thì tặc lưỡi lắc đầu. Rõ khổ, không biết mày bị sao nữa, mà dùng hết tất cả mọi cách, vẫn không sao á, thoát ra khỏi cái việc mà say xe. Ly vừa lau nước mắt, vừa lấy chai nước để súc miệng. Cô buông một câu đầy oán trách. Chắc kiếp trước á, tao làm ác, nên mới bị đày đọa như thế này. Nhi nghe xong thì mặt đực cả ra, trong đầu thầm nghĩ. Gớm nữa, nghe cho lắm chuyện mà vào xong á, lại nói những câu với da với dẫn. Kiếp trước với giả kiếp sau, linh tà linh tình. Mày đang nghĩ xấu tao gì đó? Mày không biết đỡ tao lên mà cứ đứng yên như đó. Đúng là con bạn trời đánh mà. Nhi giật mình bởi tiếng la ó của Ly. Những người xung quanh cũng phải há khẩu trước tông giọng của cô sinh viên trẻ. Nhi ngượng đến không muốn nhận người quen, nhưng cũng đành bất lực đỡ bạn đứng dậy. Trời ơi, mày không dặn nhỏ cái volume của mày được hả? Con gái gì mà lúc nào cái mồm cũng quăng quát cả lên. Sau này á, có chó nó yêu cho. Ly đưa cặp mắt sắc lẹm hướng về cô bạn thân, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Mày nhận hối lộ của mẹ tao để theo sát tao rồi đúng không? Cái giọng điệu này á, giống y chang mẹ tao hay nói. Ôi trời ạ, lên đại học rồi mà cũng không có thoát nữa. Một lần nữa Ly lại hét toáng cả lên. Lần này dường như đã đề phòng trước, nên Nhi đã nhanh chóng kéo tay bạn đi ra chỗ khác. Ly chỉ biết cười lắc lé rồi chạy theo sau. Bấy giờ cả hai mới để ý xung quanh. Nhi hỏi một câu đầy ngơ ngác. Đây là bến xe Mỹ Đình trong truyền thuyết hay sao? Đông người quá. Nhìn nhô nhố như là đàn kiến vậy.
Cả hai đang ngỡ ngàng trước khung cảnh đông đúc trước mặt thì chợt có tiếng gọi đằng sau. Đi xe ôm không hai cháu? Chú lấy rẻ cho. Cả hai quay lại, thấy một người trung niên đang dắt con Rim tiến lại chỗ mình. Cả hai bất chợt giật người lùi lại mấy bước. Trước hành động của hai cô gái trẻ, người trung niên vẫn điềm nhiên tươi cười mà nói. Sinh viên mới hả? Thế có đi xe ôm tìm phòng trọ không? Chú chở đi cho, chú lấy rẻ lắm. Bấy giờ cả hai mới kịp hoàn hồn. Đúng là dân quê mới lên thành phố, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Hai người đã nghe đủ thứ chuyện của các anh chị sinh viên truyền lại. Những nguy hiểm, những lừa lọc nơi thành thị, nên lúc nào cũng sợ bị lừa. Lý Toàn định leo lên thì đã bị Nhi kéo lại, nói nhỏ vào tai. Nè, nhớ người ta đèo mình đi tận đâu thì sao? Thôi đừng có lên. Ly nghe vậy thì bực bội, gạt tay Nhi ra mà cằn nhằn. Thế mẹ định đi bộ tìm phòng trọ à? Thanh thiên bạch nhật thế này mà lo cái gì? Nhưng Nhi chưa kịp nói thêm thì đã bị Ly lôi tót lên xe. Bác Tài cười tủm vì sự ngây ngô của hai cô dân quê mới lên thành phố. Thế hai đứa đã tìm được phòng trọ chỗ nào chưa? Để bác chở đến nè. Dạ, bây giờ chúng cháu mới đi xem ạ. Nhìn trên mạng thôi vẫn chưa có đủ. Phải đi khảo sát thực tế bác ạ. Nghe xong, mắt bác Tài sáng lên như đèn pha. Bác lân la thăm dò. Bác biết cái chỗ này nó rẻ lắm. Mấy đứa có muốn xem quà không? Ly nhanh nhảu trả lời. Dạ, chỗ nào thế bác? Gần ngay trường các cháu học luôn, mà giá lại cực rẻ nữa. Chủ nhà đấy thân thiện mà lại yêu quý sinh viên lắm. Ôi thế thì tốt quá bác ạ. Bác chở chúng cháu đến đó luôn nha. Ok. Bác Tài nói một câu dõng dạc rồi phóng nhanh tới phòng trọ bác nói. Nhi như cảm thấy điều gì đó không ổn. Đang không tự dưng lại tốt với họ thế sao? Chẳng có miếng ăn nào là miễn phí cả. Chỉ là phải trả giá ít hay nhiều mà thôi. Đến rồi, hai đứa xách đồ vào trong đi. Người tài xế nói xong thì lẳng lặng vào một góc bấm số. Alo, có mồi ngon nè, bà ra ngay đi. Một lúc sau, một người đàn bà béo mập từ trong bước ra. Bà cười tươi niềm nở đón hai người. Đoạn bà ta nhấc máy, nói với bác Tài, rồi nhanh tay nhét tờ tiền vào người gã. Không quên dặn, nhớ dẫn khách thêm vào đó. Bác Tài cười gian mảnh, rồi nhanh chóng rời đi. Thấy bóng dáng của bác Tài đi xa, bấy giờ Ly mới kịp hét lên. Bác đi đâu đó? Để chúng cháu nữa chứ, nhớ phòng này không được thì sao? Mấy đứa không có phải lo. Nếu không ưng á thì bác quay lại, chỗ người quen hết mà. Bấy giờ cả hai mới bình tĩnh lại. Hai cô gái đi sau người phụ nữ tiến sâu vào khu trọ. Hai bên là bờ tường khá thấp, nhưng rêu phong đã bám kín cả, trông khá âm u và hoang lạnh. Nếu nhìn từ ngoài vào thôi thì nhiều người nghĩ là nhà hoang thì đúng hơn. Vào bên trong, hai bên là hai dãy trọ, mỗi dãy tầm 10 phòng. Phòng nào phòng nấy đều khóa chặt. Nhận thấy điều bất thường, Nhi vội kéo tay bạn lại, chân đứng yên tại chỗ, không muốn bước nữa. Như nhận thấy ánh mắt của hai cô gái, bà chủ trọ liền giải thích. Toàn là sinh viên năm 2, năm 3, với cả công nhân thôi các cháu ạ. Sáng người ta đi học và đi làm hết rồi, nên nó vắng vẻ thế đó. À, dân ạ. Ly quay lại nhìn bạn như muốn trấn an. Bà chủ trọ lại chêm thêm vào. Mày cho mấy đứa là hôm qua mới có đứa ra trường, nên nó chuyển trọ đó. Chứ không là cũng không có còn phòng đâu. Đoạn bà dẫn theo hai người đến căn phòng số 4 đã khóa chặt. Bà ta chỉ vào trong mà tươi cười. Nè, đây nè. Phòng của hai cháu đó,
để bác mở ra cho mà xem nha. Dạ, vâng ạ. Trong lúc bà đang lục đục mở cửa, thì Nhi nhanh chóng thì thầm với Ly. Sao tao thấy chỗ này nó sao sao á. Thôi tìm chỗ khác đi mày. Mày cứ bình tĩnh đã, đợi xem xong đi rồi tính. Cứ phải sồn sồn lên thế. Nhi thấy bạn gắt gỏng thì cũng chẳng nói thêm gì. Cô đành ngồi tạm trên chiếc ghế đá ngay sau lưng. Khóa phòng rơi len keng xuống đất, làm cho cả hai bất giác giật mình. Bà chủ nhà liền cười lên trấn an. Bác sợ ý quá. Thôi hai đứa vào xem đi. Cả hai bước vào trong. Căn phòng khá rộng nhưng mà âm u lạ thường. Vừa bước vào đã thấy khí lạnh xộc vào cơ thể, làm cho lông chân lông tai dựng đứng cả lên. Bà chủ nhanh tay mở tất cả các cánh cửa. Những tia nắng yếu ớt cố lắm cũng len lỏi vào bên trong, làm dịu bớt khí lạnh đang xâm chiếm cả căn phòng. Mày đưa chuyện vào á là nó ấm ngay mà, đừng có bận tâm nha. Ở đằng sau á là nhà vệ sinh. Ngoài ra phía cuối dãy còn có nhà vệ sinh chung nữa, nên á mà trong này có trục trặc gì á thì cứ ra đó nha. Vậy nha, hai đứa xem đi rồi quyết định nhanh cho bác, chứ không nhanh tay á là bọn sinh viên nó đến nó chiếm mất đó. Dứt lời, bà đi ra bên ngoài, kệ cho hai cô gái ngồi lại bàn bạc với nhau. Ly lên tiếng. Tao thấy cũng được đó, vừa rộng với hai đứa mình, lại vừa gần trường nữa. Với đứa hay ngủ dậy muộn như tao á là quá tiện luôn chứ còn gì nữa nè. Mày thấy thế nào? Ừ thì cũng được, nhưng mà... Thôi thôi, đừng có nói với tao là cảm giác này với cảm giác nọ nhé. Nhi bị đoán trúng tim đen thì nhanh chóng chữa lời. Nhưng mà phải hỏi giá đã chứ. Nhi. Chẳng biết bà chủ nhà có nghe được hay không, mà ngay lập tức lao vô nói nhanh. Thế hai đứa đã quyết chưa? Dạ, thế giá là bao nhiêu một tháng vậy bác? Ly nhanh nhảo đáp. Bà giơ một ngón tay lên, gương mặt hí hửng. Hai người sửng sốt. 10 triệu. Bà chủ nhà trợn tròn mắt, lắc đầu ngao ngán. Hai đứa bày bị hầm à? 1 triệu thôi. Cả hai nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, lại há hốc miệng ngạc nhiên. Nhi lắp bắp. Rẻ thế thôi hả? Bà chủ nhà xua tay. Ôi, bác làm gì tâm đó mà. Quan trọng gì tiền bạc đâu. Mà rẻ chứ không tồi nha. Đầy đủ điện nước, mặn mẻo luôn. Thật á? Cả hai ngạc nhiên. Như tìm hiểu, thì giá phòng có khi phải gấp 3, gấp 4 mới đúng. Nhất là một căn phòng khang trang như vậy, thì giá này là quá rẻ, khiến cho hai người không thể tin nổi vào tai của mình. Ngay lập tức, cả hai bất giác gật đầu lia lịa. Bà chủ lại chêm thêm. Nhưng phải đặt cọc trước cho bác 3 tháng đó nha. Dạ bác. Cả hai đồng ý ngay. Miệng ai nấy đều cười tươi như hoa. Cả hai không biết được rằng chẳng có thứ gì là dễ dàng cả. Bà chủ cầm tiền trên tay, hí ha hí hửng. Đoạn như nhớ ra điều gì đó, bà chỉ tay vào một góc tường mà dặn. Đây là bùa bác làm lúc mới xây, đừng có đứa nào động vào nha. Bùa bình an đó. Cả hai vâng dạ mấy câu. Nói chuyện thêm một lúc thì bà chủ cũng cầm tiền về nhà. Ra khỏi phòng, bà ta khẽ ngoái lại, nhếch mép lên cười. Ngu ngốc. Hai cô gái vẫn chìm trong sung sướng. Thuê được phòng giá rẻ là niềm vui lớn nhất của những người sinh viên mới vô trường, đặc biệt là những sinh viên ngoại thành. Nó như là một đặc ân hiếm hoi dành cho họ vậy. Chỉ nghĩ đến việc sau này phải chật vật kiếm tiền mà trả tiền phòng thôi cũng đã mệt rồi. Hai cô gái nhanh chóng bày biện lại căn phòng, rồi cả hai nằm vật lên giường.
ánh mắt tràn đầy hy vọng. Họ nghĩ về tương lai của mình, một tương lai sáng lạng. Nhi mở mắt, chẳng biết từ lúc nào trời đã tối om. Ở trong phòng không có lấy một tia sáng. Cô lay lay người bạn thân, gọi. Dậy đi mày, dậy kiếm cái gì mà bỏ vào mồm chứ? Im cho tao ngủ thêm ít nữa đi, làm gì mà căng. Thấy dáng vẻ lì lợm của bạn, biết là chẳng thể gọi bằng cách thông thường, nên Nhi liền lấy tay véo một cái đau điếng vào mông của Ly, làm cô ta phải la lên oai oái. Ly giãy nảy cả lên, co chân đạp cho Nhi một cái bay luôn xuống đất. Ly nằm trên giường, vừa lấy tay xoa mông vừa xích xoa. À, con điên này chứ, đau thấy không biết. Mày được đó. Chẳng đợi cho Nhi kịp đứng dậy thì Ly đã lao xuống nằm đè lên người cô bạn. Hai người vật nhau dưới nền đất, đầu tóc đã rối bung cả lên. Chết nè, dám trêu tao nè, mày được lắm nhé. Chứ ai bảo mày ngủ á, như là chích trương ra mà còn kêu. Cuộc chiến tưởng chừng như chẳng có hồi kết, cho đến khi cả hai nhận thấy có bóng người vừa lướt qua căn phòng. Mặc dù chưa bật điện, nhưng ánh sáng hiu hắt ở ngoài hành lang cũng đủ để hai cô gái nhận ra một bóng trắng vừa mới lướt qua căn phòng của họ. Cả hai nín thở, bất giác đứng nhìn. Tay người này vẫn nắm chặt tóc người kia không kịp buông. Bóng trắng ngoài kia hình như cũng nhận ra được thứ gì đó. Nó chợt quay người lại, áp sát mặt vào thành cửa sổ ngó nghiêng. Ba gương mặt nhìn chằm chằm vào nhau, không chớp mắt, rồi đồng loạt hét lên kinh hồn. Ma, có ma! Hai cô gái ôm nhau nằm co ro dưới nền đất lạnh. Ở bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn, khi đã lăn luôn vào bồn cây cạnh hành lang. Tiếng rên la vang lên, làm cho Nhi và Ly bình tĩnh hơn phần nào. Nhi lên tiếng. Hình như là người, tao nghe giống tiếng người lắm á. Ly quay sang nhìn bạn nghi hoặc. Thế mà không nói được tiếng người hả? Nhắc đến ma, cả hai lại bất chợt rùng mình. Rõ ràng ban nãy thấy bóng trắng kia lướt trên mặt đất, chứ không phải đi theo kiểu bình thường. Nhớ lại, cả hai lại ôm chặt lấy nhau. Ở bên ngoài tiếng rên đã dứt, thay vào đó là lời cầu cứu. Có ai ở đó không? Lội tôi ra với. Ôi cha, cái lưng của tôi. Người đấy Ly ơi, thôi ra xem người ta thế nào. Nhi toan bước ra thì đã bị Ly kéo lại. Cô bày ra vẻ mặt nghiêm trọng mà thì thầm. Con ma nó dụ ra đó, chứ không phải người đâu. Hay cái con này, người ta đang kêu giúp kìa. Mày cứ chê tao mãi mà hôm nay nhắc gan thế. Ly đỏ mặt. Mọi ngày nói cho ai thế thôi, chứ gặp ma thật thì có mà chạy mất dép. Ban nãy thấy bóng trắng kia sợ đến nỗi đập luôn lưng ra giường, làm tím bầm cả lên. Nhưng cô đời nào để bạn mình khịa như thế. Đành đứng phắt dậy đi thẳng ra bên ngoài, không quên bật luôn công tắc điện. Ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng, xoa dịu đi nỗi sợ hãi ban nãy. Cả hai bước ra ngoài trong tâm thế lo lắng. Vừa ra khỏi, đã thấy một thanh niên đang nằm chới với ở gốc cây. Hình như là quần bị kẹp vào đâu đó nên không ra được. Thấy hai cô gái đi ra, cậu liền vẫy tay ra hiệu. Kéo tôi lên với. Ly ngập ngừng, cô hỏi một câu ngớ ngẩn. Anh là người hay ma? Người thanh niên cao mày thốt lên khổ sở. Là người sợ sợ luôn đây nè. Ôi trời ơi. Thấy dáng vẻ dở khóc dở cười của cậu, Nhi không đành lòng mà tiến đến gỡ quần cho cậu. Nhưng mà nó dính chặt quá không sao dứt ra được. Chẳng hiểu ngã cái kiểu gì mà quấn mấy vòng chặt nít
không sao dứt ra nổi. Nhi đỏ mặt nói với người thanh niên. Khó dứt quá à? Thôi đành phải cắt ra anh ạ. Người thanh niên nghe vậy thì xót của. Quần vừa mới đặt Shopee mấy ngày trước để đi hẹn hò. Nào ngỡ cuộc hẹn đã không suôn sẻ là phải cắt bỏ cái quần mới jean. Cậu dùng tay lay qua lay lại, cố gắng dứt ra. Nhưng mà dùng lực quá mạnh kiểu gì cũng rách quần. Cậu thầm nghĩ. Thôi thì cắt còn có cái mà giá chứ kéo mãi nó rách toạc ra đấy thì trời cứu được. Thế là Nhi đành vào trong, cầm chiếc kéo chạy ra. Cô chỉ dám vứt đó cho người thanh niên tự mình làm, rồi lôi theo Ly vào trong. Mày kéo tao làm gì? Ly ngơ ngác hỏi. Nhi tặc lưỡi. Thế mày định nhìn hàng của người ta mà đứng đó? Nhỉ? Ly như nhớ ra điều gì đó, miệng tủm tỉm cười. Nhưng cô không đi vào trong nhà mà cố tình ngoái lại. Cậu thanh niên vừa cắt xong quần, lộ một mảng to tướng sau mông. Toan chạy về phòng thì bắt gặp ánh mắt biến thái của Ly, nên vội vàng che đi phần thịt lộ của mình. Biến thái. Cậu chỉ kịp lắp bắp mấy câu rồi chạy nhanh vào căn phòng bên cạnh. Ly quay vào trong, nhìn Nhi với dáng vẻ thích thú. Trắng hết mày à, mặt cũng đẹp nữa. Có cửa làm người yêu tao rồi đó. Nhi lắc đầu. Cái thói hám trai của con bạn chẳng hề thay đổi. Cô chán nản đi vào, dọn đồ đạc trong phòng. Rồi cả hai dẫn nhau ra vỉa hè, ăn tạm bát bún cho ấm dạ. Bấy giờ như nhớ ra điều gì đó, Ly liền hỏi. Mà hay nhỉ, rõ ràng ban nãy tao thấy anh kia đi lướt cơ mà. Cái kiểu lướt đó thì chỉ có ma thôi. Nhi thổi phù phù vào bát bún đặt trước mặt, rồi cốc nhẹ vào đầu cô bạn. Chứ mày không có thấy ván trượt nằm chống trơ trên thềm đấy à? Chắc lúc đấy người ta lướt ván trên nền thế đó. Ly biểu môi. Tối đêm rồi còn mày đặt lướt ván. Có ngày cả người cả ván gãy luôn chứ đùa. Thôi, việc của người ta, mình quan tâm làm gì. Ăn nhanh lên để còn về ngủ. Sáng mai lên trường báo danh luôn. Hai cô gái nói cười tiếu tích từ đầu ngõ cho tới dãy phòng trọ. Khi này mới là 8 giờ tối. Hình như những người khác trong phòng trọ cũng đã về rồi thì phải. Trong dãy trọ có sức sống hẳn. Nhiều lúc còn nghe thấy tiếng nói cười đâu đó vọng sang. Có nên đi hỏi thăm họ không nhỉ? Nhi cất tiếng. Dù sao cũng là người vừa mới chuyển đến, cũng nên chào hỏi nhau một chút. Sau này có việc gì nhờ cũng không ngại. Ly gật gù đồng ý. Điều đó là đương nhiên rồi. Hai cô gái tiến về phòng của mình. Toàn khoác thêm chiếc áo khoác mỏng để chuẩn bị sang các phòng khác. Thì chưa kịp ra chìa khóa, đã nghe thấy tiếng hét của ai đó. Nè nè, hai cô làm gì đó? Định ăn trộm gì ở chỗ này hả? Hai người hốt hoảng quay ngoắt ra đằng sau. Đang không biết làm gì thì đã bị người trước mặt nắm tay, nắm chân, kêu ý ới. Trộm, có trộm bà con ơi! Tiếng la thất thanh của người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi, náo động cả dãy nhà trọ. Người người lao ra, kẻ cầm gậy, người thì vác cả hẳn dao ra, hầm hầm quát lớn. Đâu đâu, trộm đâu? Để tao chặt gãy chân cái bọn ranh con. Toàn không muốn làm, mà đòi có ăn này đi. Nhi và Ly nhìn nhau một lúc, nhìn đám đông trước mặt mà nuốt nước bọt ừng ực. Nếu không giải thích nhanh, thì họ đánh cho què giò mình mất. Ly vội vàng lên tiếng, chất giọng oan oan, lấn át cả những tiếng chửi mắng của người dân trong xóm. Chúng cháu không phải trộm, chúng cháu là người mới đến đây thuê phòng. Dứt lời cả đám đông nín bặt, gậy gộc đồng loạt hạ xuống. Cũng phải thôi, chẳng có đứa trộm nào mà ngang nhiên đến thế cả. Nhất là hai người thiếu nữ như vậy, thì nhìn thế nào cũng không ra trộm được.
Đột nhiên cửa phòng bên cạnh mở ra. Thanh niên ban nãy đang đánh dở răng, thắc mắc hỏi. Có chuyện gì mà mọi người hỏi thăm người mới sớm thế ạ? Hồi cháu mới chuyển đến đây, chả thấy ai sàng cả. Bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đây là thành viên mới của xóm trọ. Người phụ nữ đang giữ tay hai cô gái cũng thẹn đỏ mặt mà vội bỏ tay ra. Chị xin lỗi nha, chị nhận nhầm. Nhi và Ly mặc dù tức lắm, nhưng làm to chuyện thì cũng chẳng có ích gì. Thôi thì mặc kệ vậy. Dạ không sao ạ. Chúng cháu vừa đến đây sáng nay, không có gặp mọi người. Sau này xin mọi người giúp đỡ ạ. Cả hai gặp người cúi đầu. Những người xung quanh thấy vậy cũng vui vẻ theo. Nhân khoan. Một người đột nhiên hét lên, làm cho mọi người tá hỏa ngoái lại. Dường như cũng đã có một vài người nhận ra điều gì đó thì phải. Hai đứa thuê phòng này à? Cánh tay run rẩy của người đó chỉ vào căn phòng của hai cô gái trẻ lắp bắp. Dạ đúng rồi ạ. Đồng loạt ai nấy đều há hốc miệng, trợn mắt lên kinh hoàng. Tất cả chẳng ai bảo ai mà lẳng lặng tản về phòng của mình trước sự ngạc nhiên của hai người thiếu nữ. Ly chỉ kịp thốt lên một tiếng trước thái độ kỳ quặc của những người ban nãy. Rõ ràng còn vui tươi niềm nở mà bây giờ lại lật mặt như lật bàn tay vậy. Thật vô cùng khó hiểu. Anh thanh niên ban nãy vẫn đứng trơ ra ở cửa, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Anh cũng mới chuyển đến đây có 3 ngày. Mọi người ở đây cũng rất thân thiện, chứ không bao giờ có biểu hiện như ban nãy. Nhi và Ly vào phòng, mệt đến bở cả hơi tai. Ở bên ngoài thoáng mát là vậy, mà về đến căn phòng lại ngột ngạt lạ thường. Ly phóng mắt đâu đó, sự tò mò lại trỗi dậy. Cô tiến đến lá bùa, dùng tay sờ lên nó, cảm nhận từng nét bút. Mày làm gì thế? Bà chủ đã bảo là đừng có chạm vào mà. Nhi vừa tắm xong, thấy hành động của Ly thì vội vàng ngăn cản. Ly cũng giật mình bất giác rút tay lại. Cô cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại hành động vô thức như vậy. Nhưng Ly vẫn đứng yên đó, nhìn chăm chăm vào lá bùa. Mẹ thấy lạ không Nhi? Ly lên tiếng hỏi. Trên giường, Nhi đang gập nốt mấy chiếc quần áo để cất, cũng phải cau mày khó hiểu. Thấy gì là thấy gì? Mày hỏi lạ thế. Hình như hình trên lá bùa này á là hình người á thì phải. Cái gì? Nhi ngạc nhiên. Cô vội tiến đến nhìn chăm chăm vào tấm bùa. Đúng vậy, nhìn nó cứ như là một người con gái đang bị dây xích trói chặt người. Cả hai nghi hoặc nhìn nhau, vô cùng bối rối. Ly như muốn tháo lá bùa xuống thì đã bị Nhi ngăn lại. Bà chủ nhà nói rồi, không có được động vào đâu. Nhưng chẳng đợi cho Ly nói hết câu thì Nhi đã kéo cô lên giường ôn tồn giải thích. Bùa mà, nhiều khi á người ta vẽ bừa ra đấy. Trước giờ mày đâu có tin vào ma quỷ đâu mà lại e sợ cái bùa chú đấy à? Nhưng không hiểu sao á, trong lòng tao cứ nóng rang lên từ khi thấy lá bùa đó vậy. Cảm giác thân quen khó tả là sao á. Chắc do mày nghĩ nhiều thôi. Đi ngủ đi, mai còn dậy sớm. Nằm ngoài á, ra tắt điện hộ tao với. Ánh điện tắt ngấm, trả lại ban đêm yên tĩnh cho tất thảy. Chỉ còn bóng đèn ngủ leo loét là thứ ánh sáng cuối cùng. Khi ánh điện vừa tắt, cũng là lúc bóng hình của một người phụ nữ xuất hiện nơi lá bùa. Nước mắt đỏ như máu từ từ nhỏ xuống nền đất. Ánh mắt u sầu nhìn hai người đang nằm trên giường đăm đăm. Khó khăn lắm, người đó mới cất tiếng gọi. Em gái của chị.
Ly đột nhiên mở mắt. Hình như vừa có ai đó gọi mình thì phải. Cô ngó nghiêng xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể thấy ai. Chẳng hiểu sao, từ lúc nhìn thấy lá bùa, cô lại luôn muốn xé nó đi, như muốn giải thoát cho một ai đó. Bóng ma nhìn người con gái đang từ từ nhắm mắt lại, uất ức không nói nên câu. Cô gầm lên trong sự giận dữ. Người mang huyết mạch của ta đã đến, tất cả chúng mày sẽ phải trả giá cho những điều mà mình đã làm. Chị ơi. Ly hét lên rồi bật người ngồi dậy. Nhi ở bên cạnh cũng hốt hoảng mà tỉnh dậy theo. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Tao mơ thấy ác mộng thôi. Ly lấy tay quệt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Chẳng biết từ bao giờ mà mắt cô đã sưng húp cả lên, đỏ lừ như là dành cả đêm để khóc vậy. Ban nãy á, tao nghe mày gọi chị. Mày lại mơ thấy chị mày sao? Ly quay sang bạn, yếu đuối ôm chặt lấy cô bạn thân. Mặc dù không có thể nhìn thấy mặt, nhưng tao thương chị lắm mày à. Chị bảo tao hãy cứu chị với, nhưng tao biết cứu làm sao? Ly khóc nức nở, ướt đẫm cả một vạt áo của Nhi. Nhi chỉ còn biết cách vỗ về cô bạn của mình. Năm Ly 3 tuổi, khi ấy chị Ly đã lên 5. Nhưng một ngày nọ, không rõ nguyên nhân bị mất tích. Mặc dù gia đình đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng mà đều bặt vô âm tín. Sau này lớn lên, nghe bố mẹ kể mà Ly buồn lắm. Hóa ra, trên đời này, cô còn có một người chị ruột không rõ tung tích. Cũng chẳng còn rõ sống hay chết như thế nào. Nhưng độ 2 tháng nay, thỉnh thoảng cô lại mơ thấy chị mình về kêu cứu. Cũng không rõ thực hư như thế nào, nhưng giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, khiến cô không muốn tin cũng phải tin. Mặc dù ngoài mặt không biểu hiện ra, nhưng cô biết rằng vong linh của chị đã tìm đến mình. Mày bình tĩnh lại cái đã. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Thế mày nói chuyện này với bố mẹ mày nghe chưa? Tao chưa. Tao sợ họ nghĩ ngợi nên không có dám nói. Đến bây giờ nhà tao vẫn đang liên hệ mọi mối quan hệ để tìm chị, nhưng mà như một kim đáy bể vậy đó. Nhi thở dài. Nhà của Ly đúng thật là trớ trêu. Nhưng mà nếu mơ thấy như vậy thì không phải là chị Ly đã chết rồi hay sao? Nhưng nếu chết là hết thì việc gì mà cần cứu nữa cơ chứ? Hai người cứ ôm nhau khóc mà không hề biết rằng lá bùa đã nứt đi một đoạn khá nhỏ và thấp thoáng đâu đó là ánh mắt đỏ rực của cô gái trong lá bùa. Những người trong xóm cũng đã lục đục thức dậy để mà làm việc. Thấy hai cô đi ra ngoài thì ai nấy đều cố lảng tránh. Nhi và Ly đưa cặp mắt khó hiểu nhìn từng người một. Vẫn chỉ có người thanh niên phòng bên cạnh là cứ vô tư nhất. Cậu tiến đến hai cô ngượng nghịu chào. Chào hai em. Anh tên là Tùng, sinh viên năm 2. Ly reo lên. À, vậy là chúng ta cùng trường rồi. Mong anh giúp đỡ chúng em ạ. Tùng lấy tay gãi đầu, ngập ngừng đáp. Anh cũng không có giỏi giang gì đâu, nhưng mà việc kiếm người yêu thì cứ để anh. Chắc chắn anh sẽ tìm cho hai đứa những chàng trai xịn sò nhất. Ngay bây giờ có luôn cũng được. Nhi ngạc nhiên. Ở đâu ạ? Thì anh nè. Tùng nhăm nhở đáp, làm hai cô phải bật cười thành tiếng. Đột nhiên cậu nghiêm túc lại, rồi nói với hai người. Mà hai đứa hôm qua có chuyện gì mà khóc thúc thích cả đêm? Đôi lúc lại còn gào lên thế, làm anh khó ngủ quá.
Nhi và Ly nhìn nhau, đồng loạt lên tiếng. Bọn em có ai khóc đâu ạ? Nhưng vừa nói dứt câu thì hai người nhớ ra điều gì đó. Nhi quay sang Ly. Chắc hôm qua là mày khóc đó. Nhưng mà lạ nhỉ, mày ngủ ngay cạnh tao mà tao không nghe thấy. Anh Tùng phòng bên thì lại nghe được. Ly nghi hoặc nghĩ lại. Tối qua là tao khóc, sáng ra còn ướt đẫm cả gối. Nhưng cứ cho là thế đi, thì làm gì tao gào thét đâu cơ chứ. Chắc anh Tùng nghe lầm đó. Hai người nói chuyện mà anh Tùng chẳng hiểu gì cả. Anh đành tìm cách chuồn trước. Thế hai đứa đi nhanh nha, anh có việc bận nên phải đi trước. Dạ. Mặc dù vô cùng khó hiểu và nghi hoặc, nhưng hai người không biết làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn bóng lưng của anh xa dần. Ly lên tiếng. Xiết rồi, tao cũng thấy đầu óc anh này có vấn đề đó. Bực bội ghê chứ đùa. Thôi, mày bớt cằn nhằn đi. Ra trường làm nhanh rồi còn về. Hai cô gái dắt tay nhau về phía trường. Cảnh phố xá tấp nập khiến cho hai người không khỏi choáng ngợp. Dòng xe cộ đi qua đi lại chật ních các lối đi khiến bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Trời nắng chang chang, mồ hôi ướt đẫm cả người. Hai cô gái trẻ cố lắm vẫn còn nắm tay được nhau mà chen vào hàng dọc sinh viên đang ồ ạt về trường. Đông quá mày nhỉ? Ồ. Lằng nhằng mãi đến trưa thì hai người cũng được trở về phòng trọ. May là đã mua sẵn mấy món chuẩn bị nên về không phải mất công sức để nấu nữa. Chiếc quạt máy hoạt động hết công suất, xoa dịu những giọt mồ hôi vẫn còn nóng hổi trên người, đưa hai cô gái trẻ đi vào giấc ngủ. Ly cất tiếng gọi khi có một bóng người vừa mới xuất hiện trước tầm mắt của cô. Cảm giác vô cùng thân thương khiến cô nhận ra đó là người mà cô vẫn hằng mơ thấy và tự nhận là chị của mình. Ly, chị nhớ em lắm. Người con gái lờ mờ trước mặt cất tiếng nói âm u. Người đó chỉ đứng yên một chỗ mà không hề tiến lại. Ly muốn chạy đến, nhưng không hiểu sao mà cơ thể cứ nặng nề không sao có thể đi nổi. Chị ơi, chị ở đâu? Để em bảo bố mẹ đón chị về. Chị chết rồi em ơi. Chúng nó giết chị rồi. Người con gái đó hét lên như muốn xé rách lỗ tai của người nghe. Ly cảm nhận rõ sự đau đớn và thống khổ của người đó. Bất giác cô chảy nước mắt, gào lên. Em có thể làm gì giúp chị? Chị hãy nói đi, chị hãy nói cho em biết đi. Bầu không khí lại trở lại với dáng vẻ yên lặng. Đột nhiên, một mái tóc dài xõa xuống che kín tầm mắt của Ly. Và ngay sau đó là gương mặt tái xanh của người con gái. Đây là lần đầu tiên mà cô được chứng kiến tận mắt gương mặt của chị mình. Xa cách đã bao năm rồi, cô cũng chỉ được nhìn qua tấm ảnh cũ mềm mà bố mẹ cô vẫn còn giữ lại. Nhưng gương mặt này với gương mặt trong ảnh cũng có nét tương đồng với nhau. Ly không thấy sợ mà lại càng thấy thương chị nhiều hơn. Người chị mới bị mất tích suốt 15 năm nay đang hiện hồn về để nhờ cô giúp đỡ. Người con gái ấy nhìn cô chằm chằm, cất tiếng lạnh lẽo. Hãy nhỏ máu vào tấm bùa và xé rách nó đi. Chị sẽ trở lại. Nói xong, cô ta cất lên một tràng cười đầy man rợ. Nhưng chẳng được bao lâu, đằng sau cô đã xuất hiện ra một hố đen hung hút. Hàng chục, thậm chí là hàng trăm những cánh tay vươn ra túm lấy cô, giằng xé vong linh toàn lôi ra đằng sau. Ly hét lên. Chị Linh, không được.
Nhưng cô vẫn chẳng sao có thể cử động được, chỉ biết trơ trơ nhìn chị mình bị lôi đi. Trước khi bị nhấn chìm vào trong đó, vong nữ vẫn chỉ thốt lên hai chữ: lá bùa, rồi biến mất hoàn toàn. Ly tỉnh dậy, gương mặt vẫn ướt đẫm nước mắt, nhưng mà cô không còn sầu đau như trước. Cô tiến lại chỗ lá bùa, nhìn chằm chằm vào đó, tự nhủ với bản thân: em nhất định sẽ cứu chị. Mày sao thế? Không biết Nhi đã tỉnh từ bao giờ, thấy những biểu hiện lạ của Ly nên vội vàng hỏi. Ly chẳng hề trả lời, mà cứ thế tiến lại cầm con dao gọt quả lên, toàn cứa vào tai. Nhi trợn mắt ngạc nhiên, cô rùng mình hét lớn: mày làm cái quái gì vậy? Bỏ ra nhanh! Khi con dao chỉ còn cách tai của Ly vài cm thì đã bị Nhi túm chặt lại. Mày điên rồi, bỏ ra đi, có gì thì từ từ nói. Bây giờ mắt của Ly đã đỏ rực cả lên, cô hét lớn: mày bỏ ra, tao phải cứu chị tao. Nhưng đời nào Nhi chịu bỏ cuộc. Cô vội hét lớn lên cho mọi người biết. Tất cả đồng loạt chạy ra, nhưng dường như họ đang sợ thứ gì đó mà không dám tiến vào, mà chỉ đứng ở ngoài chỉ trỏ. Anh Tùng thấy vậy khó chịu nói lớn: sao mọi người không ai giúp vậy? Nhưng mặc kệ cho anh có nói gì thì họ vẫn đứng trơ trơ ra đó. Có người còn vô tình quay đi. Anh Tùng đành lật đật chạy vào, thấy tình cảnh trước mặt cũng lao vào. Toàn dứt con dao ra nhưng không được, thậm chí là còn bị đâm cho một nhát qua tay, làm cho nó chảy máu ròng ròng. Ly hét lên: hai người bỏ tôi ra, tôi phải cứu chị. Chị mày ở đâu? Chị mày ở đâu mà cứu? Nhi mếu máu khóc lóc. Đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi đến, thổi bay những thứ xung quanh căn phòng. Cánh cửa phòng đóng sầm lại trước sự kinh hãi của những người chứng kiến. Bấy giờ căn phòng đã tối om. Ba người nhìn nhau đầy ngơ ngác. Ánh sáng từ lá bùa phát ra khiến cho ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Anh Tùng lắp bắp vì những việc quái dị vừa mới xảy ra. Nhi như bị hớp hồn bằng ánh sáng đó, cô bất giác buông tay, mặc cho Ly muốn làm gì thì làm. Ly lúc này đã khóc sưng cả mắt. Cô đưa con dao chọc nhẹ vào ngón tay trỏ, rồi tiến lại chỗ lá bùa. Nơi ấy, cô nhìn thấy rõ gương mặt hiền từ của chị mình. Chị ơi, em đến cứu chị đây. Ngón tay của Ly khẽ chạm vào tấm bùa, máu đỏ nhỏ xuống lan tràn khắp nơi. Nó thấm vào từng thớ giấy, như thể có những khe rạch ở nơi đó. Tấm bùa bỗng nhiên bốc cháy. Một tiếng cười mang rợ vang lên, khiến ai nấy đều vô cùng hoảng hốt. Ta đã trở lại báo thù. Ta sẽ báo thù. Gió ngày càng thổi mạnh và biến mất ngay sau câu nói đó. Cánh cửa chẳng biết bao giờ đã mở toang cả ra. Cũng lúc đó Ly ngã vật ra mặt đất. Nhi nhanh chóng tiến lại đỡ bạn dậy, gương mặt méo máu như sắp mất đi người quan trọng nhất đối với mình. Ly ơi, mày tỉnh dậy đi. Mày tỉnh dậy đi mà Ly. Anh Tùng tiến lại, nhìn vết thương trên tay của Ly không đáng ngại nên nhanh chóng an ủi. Vết thương này nhỏ, không có sao đâu em. Bằng bó qua cho cô bé rồi hai đứa nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. Nhi khẽ gật đầu, bởi bản thân cô bây giờ cũng không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Tất cả đều vô cùng chóng vánh và khó hiểu. Chỉ có Ly mới có thể giải thích được tất thảy mọi chuyện mà thôi. Nghĩ đến Ly, Nhi lại thoáng rùng mình. Biểu hiện ban nãy của cô bạn thân khiến cho cô không khỏi hoảng sợ. Giả dụ như đang đêm mà Ly lại lôi xuống bếp, cầm dao như vậy
thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cũng may là ban nãy có anh Tùng vào can cùng. Nghĩ đến đây, Như lại phóng tầm mắt ra bên ngoài. Đám đông từ phòng trọ không biết đã giải tán từ bao giờ. Nhi cau mày, tại sao ban nãy lại không ai vào can ly cơ chứ? Chẳng lẽ những người ở đây lại tuyệt tình đến như vậy hay sao? Điều đó khiến cho cô vô cùng khó hiểu. Ban đầu, khi biết họ dọn đến đây, thì ai nấy đều niềm nở đón tiếp. Ấy vậy mà, khi biết hai người thuê căn phòng này, thì đều cố tình xa lánh. Chỉ có người thanh niên dọn đến đây trước hai cô mấy ngày là vẫn tỏ ra bình thường. Sau chuỗi lại tất cả mọi chuyện, Nhi như vỡ ra được điều gì đó. Cô nhìn khắp căn phòng, nhìn tàn tro của lá bùa mà thầm nuốt nước bọt. Chẳng lẽ phòng trọ này có ma? Ân đang ôm ấp một cô tình nhân trẻ. Hắn hít hà hương thơm từ cơ thể cô gái mà bao ngày nay hắn vẫn hằng mong muốn và bây giờ mới có được thỏa mãn bởi những chiêu trò dơ bẩn. Hắn đưa mũi ngửi từng chân tơ kẻ tóc của cô gái đang phiêu du trong làn hương say thì Ân khẽ cau mày. Mới đây thôi, hắn ngửi thấy một mùi gì đó thum thủm như động vật chết, làm hắn mất hứng mà vội vàng rụt mũi ra. Ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ soi sáng hai con người trên chiếc giường rộng lớn trong khách sạn. Ngỡ như rằng mình ngửi nhầm, nhưng không. Ân ngày càng tỏ ra khó chịu hơn. Mùi hôi thối kia cứ sọc thẳng vào mũi hắn, như đang thách thức sự chịu đựng. Thấy cô tình nhân vẫn đang nằm yên bên cạnh, hắn khẽ đưa tay lay người. Em ơi, em có ngửi thấy mùi gì không? Chả hiểu làm sao mà nó thúi quá. Nhưng lai lên lần thứ ba thì cô gái kia vẫn cứ úp mặt lên gối mà không hề có phản ứng gì. Hắn thấy vậy thì bực mình gắt nhẹ. Làm gì mà ngủ say như chết thế? Dậy, dậy đi. Bấy giờ cô gái mới vươn vai, giọng nói thều thào trông vô cùng mệt mỏi. Ơi, anh làm sao thế? Anh gọi em à. Ngay khi cô gái vừa ngẩng mặt lên, tên Ân như nhận được một tia sét. Toàn thân hắn rung lên như điện giật, hai mắt trợn trừng vô cùng kinh sợ. Bởi ngay trước mặt hắn, không phải là gương mặt xinh đẹp kiều diễm của cô nhân tình trẻ nữa, mà thay vào đó là gương mặt đầy hốc hác mà có lẽ cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ quên. Linh, Linh, sao mày lại ở đây? Mày chết rồi cơ mà. Không thể nào. Ân ấp úng hỏi người trước mặt. Cô gái trẻ, nói đúng hơn là vong hồn của Linh trong thân thể cô gái đó, khẽ vuốt ve mái tóc của mình rồi nhìn hắn đăm đăm. Anh không muốn gặp lại em sao? Anh Ân, em nhớ anh lắm. Anh đi cùng em nha. Ân nghe đến đây không tự chủ mà xón ra cả quần. Hắn chắp tay lại van xin liên tục. Linh ơi, tha cho anh đi. Anh không có cố ý đâu Linh. Tha cho mày. Thế thì ai tha cho tao? Sau cái lúc mày giết tao, mày không nghĩ đến hậu quả của ngày hôm nay. Mày giam giữ tao biết bao năm, giờ này mày sẽ phải trả giá. Gương mặt của Linh ngày càng biến đổi, không còn là gương mặt hốc hác nữa, mà trơ ra những xương là xương. Từ trong hốc mắt, hốc mũi, những con dòi con bọ thi nhau bò ra, ngập tràn hết cả niệm. Chúng nhung nhúc bò lên cơ thể của Ân, khiến cho hắn không sao dám nhúc nhích. Hắn chỉ biết ú ớ ở trong miệng mà không dám há ra. Anh Ân, anh sao vậy? Anh Ân. Tiếng gọi như hét vào tai,
khiến cho Ân giật mình tỉnh giấc. Chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã nằm gọn trên mặt đất, hai tay tự bóp lấy cổ của mình mà ho lên khù khụ. Bên cạnh hắn không phải là Linh mà là người tình của hắn. Ân thở phào, bây giờ mà Linh còn xuất hiện nữa thì hắn chỉ có nước tự sát mà thôi. Nhưng tại sao Linh lại tìm được đến hắn? Chẳng lẽ... Hắn vội hất tay cô nhân tình của mình ra chỗ khác, nhanh tay vớ ngay chiếc điện thoại, bấm số gọi điện. Alo, mẹ à? Đầu dây bên kia có tiếng người phụ nữ trung niên đáp lại. Đó không phải ai khác mà là bà chủ trọ. Có chuyện gì mà mới 12 giờ đêm mày đã gọi thế con? Mày phá của cải còn chưa đủ hay sao mà còn muốn phá sức khỏe của tao nữa hả? Hắn mặc kệ cho mẹ mình cằn nhằn, không vòng vo mà hắn đi thẳng luôn vào vấn đề. Con vừa mới thấy con Linh tìm về. Mẹ xem tấm bùa nó có bị làm sao không? Cái gì? Bà chủ trọ nói như hét vào điện thoại, làm cho hắn giật nảy cả mình. Vừa nghe con nói dứt lời thì bà chủ trọ sốt sắng cả lên. Bà cũng hốt hoảng không kém con trai của mình, nhanh chóng bước xuống giường, xỏ đôi dép lào phi nhanh về dãy trọ. Bà đập cửa lên ầm ầm. Nhi, Ly, hai đứa có ở trong đó hay không? Mở cửa cho bác xem nào. Ly bấy giờ vừa mới tỉnh dậy, đã nghe thấy giọng nói kia thì tỏ ra khó chịu. Nhi nhanh tay ra mở cửa, đoan đã chào hỏi. Bác chủ đến khuya thế này không biết có chuyện gì không à? Thấy hai cô gái trẻ đang nhìn mình chăm chăm, bất giác bà chủ trọ rén người cả lại. Nhất là khi bắt gặp ánh mắt của Ly, nó rất giống với một người mà bà muốn quên đi mấy năm nay. Bà quét ánh mắt một lượt rồi rú lên kinh hãi. Bà chỉ tay vào lá bùa đã bị cháy thành tro mà hét lớn. Chúng mày đã làm gì tấm bùa rồi? Chúng mày hại cái nhà này rồi. Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra, toàn cúi xuống để an ủi người đàn bà tội nghiệp, thì Ly đã nhanh tay tiến đến từ bao giờ. Cô ghé sát miệng vào tai của người chủ nhà, thì thào từng lời chết chóc. Sớm thôi, hai người sẽ phải trả giá. Đoạn cô khẽ nhếch miệng lên cười, ánh mắt oán độc nhìn vào gương mặt đầy nếp chân chim của bà chủ nhà. Bà ta hình như cũng nhận ra được điều gì đó, ngước cặp mắt sợ hãi nhìn Ly chằm chằm. Bà lắp bắp. Mày là Linh? Không thể nào. Đoạn bà ta ôm đầu bỏ chạy ra bên ngoài. Nhi ngơ ngác nhìn theo. Đoạn quay sang phía Ly thăm dò. Mày nói cái gì thế? Tao chỉ nói sự thật thôi. Nhanh lắm, tất cả sẽ bại lộ. Chẳng đợi cho Nhi kịp hỏi gì thêm thì Ly đã lên giường đi ngủ. Điện nhà tắt đi, báo hiệu cho một điều không lành sắp đến. Mười lăm năm trước, Linh khi ấy chỉ là một cô bé 5 tuổi, đã rơi vào tay bọn bắt cóc, để cuộc đời cô là một chuỗi bi kịch không ai dám tưởng đến. Chúng nuôi nhốt cô như một con súc vật, và năm 15, cô mới có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Nhưng cũng chính vào ngày đó, cô bị chúng đưa đi để tiếp khách. Sự đau đớn, sự thống khổ, không biết trông chờ vào ai ngoài chính bản thân của mình. Bởi lẽ ngay chính bản thân cô cũng chẳng nhớ mình là ai nữa, gia đình mình ở đâu, bố mẹ mình như thế nào. Thứ cô duy nhất nhớ được đó chính là tên Linh.
Đó dường như là thứ kỷ niệm cuối cùng mà cô còn với mái ấm của mình. Cứ như thế, thân thể cô bị giày xéo, không khác gì một mớ giấy lộn. Nhiều lúc chỉ muốn chết đi, nhưng lại không dám. Cho đến một ngày định mệnh đã cướp đi cơ hội sống của cô. Hôm nay, Ân là khách hàng của cô. Hắn đưa cô về chính phòng trọ của hắn để hành sự. Nhưng trong một phút bốc đồng, do phê thuốc mà hắn đã lỡ tay giết chết cô. Linh khi ấy chết mà không kịp nhắm mắt. Bà chủ trọ biết con trai mình gây họa, lại thương cho con, nên cố tình lấp liếm. Cả hai chôn vùi xác cô vào bức tường bê tông. Tưởng như tội ác của chúng sẽ chỉ có trời biết, đất biết, hai mẹ con tên ác nhân biết. Nhưng luật nhân quả nào có để yên cho hắn. Vong linh của Linh luôn hiện về đòi mạng, dọa nạt khách thuê phòng. Chẳng mấy chốc mà tinh thần vật chất của bà chủ trọ giảm đi trông thấy. Lúc này mẹ con tên Ân mới đi tìm thầy thỉnh bùa về trấn yểm oan hồn đáng thương kia suốt một năm nay. Lá bùa này á là ta đã đặt chế riêng cho mẹ con nhà bà, không được gỡ ra và nhất quyết không để giọt máu của người cùng huyết thống chạm vào. Sau một năm hãy tìm đến ta, ta sẽ đưa cho một lá bùa mới. Nhưng ông trời có mắt lại đưa chính đứa em ruột của vong linh đến nơi cô đã bỏ mạng. Và chính vong hồn đã hóa quỷ kia đã phần nào thoát khỏi sự ràng buộc của tấm bùa mà tìm người cầu cứu. Lá bùa cháy cũng chính là lúc Linh được giải thoát. Và bây giờ chính là thời khắc mà cô báo thù. Ân phi nhanh trên con đường cao tốc. Hắn chăm chăm muốn biết sự việc gì đã xảy ra mà khiến cho Linh có thể thoát ra được. Điện thoại của mẹ hắn cũng không rõ nguyên nhân mà lại không bắt được chuông, làm hắn lại càng thêm sốt sắng. Đang miệt mài trong đống suy nghĩ của mình thì hắn bất chợt phanh gấp lại, bởi vì ngay trước mặt hắn đang là một người con gái đứng bên vệ đường giơ tay gọi hắn. Ân nghĩ ngợi một lúc, đêm hôm như thế này mà sao lại có người đứng đó cơ chứ? Nhưng với bản tính của mình thì cô gái trước mặt như là con mồi vậy. Mà mèo thì mấy khi chê mở. Hắn vội vàng dừng xe, ngó đầu xuống nói: cô em đi đâu đó? Lên xe anh đèo nè. Cô gái kia lấy tay che kín cả khuôn mặt, lầm lũi tiến lên xe để quá giang. Ân hí hửng. Hắn cười thầm, vì chỉ ít thời gian nữa thôi thì hắn sẽ được thưởng thức một con mồi non tơ mới. Cô em đi đâu thế? Để anh đèo về cho. Cô gái cất tiếng âm lạnh: anh cho em về dãy trọ Hà Ân, nhanh nhé anh. Ân giật mình, đó không phải là dãy trọ của mẹ hắn hay sao? Hắn đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt sợ sệt trợn to lên như sắp nổ tung. Mày đúng vậy. Ngay đằng sau hắn là gương mặt đầy máu me của Linh. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp. Đi nhanh đi anh, nhanh lên anh. Chân của Ân không nghe theo thân thể mà cứ thế tăng hết tốc độ. Hắn bấy giờ chỉ biết trợn to mắt nhìn con xe lao vun vút trên đường. Từ đằng sau, hai bàn tay khô bám chặt lấy cổ của Ân, khiến hắn chỉ biết ú ớ ở trong miệng: Tha cho tôi. Nhưng chẳng hề có đặc ân nào đối với hắn cả. Hai bàn tay kia đã nghiến chặt lấy cổ của hắn, bẻ ngược ra đằng sau. Ân chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng, toàn thân nhũn đi như con chi chi. Hắn trợn mắt nhìn về phía trước, chiếc ô tô vẫn cứ lao đi vun vút và đâm sầm vào chiếc cột điện bên lề đường. Vụ tai nạn kinh hoàng làm chấn động cả vùng quê nhỏ. Điều khiến cho người ta sợ hãi nhất chính là việc xác của nạn nhân xấu số tuy đã cháy đen thui, nhưng mà khi được đưa ra bên ngoài thì hai mắt vẫn mở to trừng trừng trắng giả, khiến cho ai nấy đều vô cùng khiếp sợ.
Ngay trong đêm, bà chủ trọ như hóa thành một người điên. Bà ta gào khóc trước cửa phòng trọ của hai cô gái trẻ, than trời trách đất. Mày giết con tao rồi, đồ quỷ dữ. Trái với dáng vẻ sốt sắng của Nhi, Ly lại vô cùng bình tĩnh. Cô nhìn chăm chăm vào người đàn bà trước mặt, buông một câu lạnh tanh. Đó là cái giá mà các người phải trả. Sớm thôi, sẽ đến lượt của bà. Bà chủ trọ như biến thành một người khác. Bà gào lên tức giận. Mày, chính mày là con quỷ đó. Mày, tao phải giết chết chúng mày. Đoạn bà lao vào trong căn phòng, túm tóc giật ngược Ly lại, mặc cho ở bên cạnh là Nhi và Tùng đang ra sức ngăn cản. Ly chẳng nói chẳng rằng, cô chỉ cười lên nắc nẻ. Đoạn cô chỉ vào trong một góc tường, nở một nụ cười ma mị. Chị về rồi. Bấy giờ tất cả mới để ý đến bức tường kia. Từ trong vách tường, hàng loạt chất đỏ lan ra ngập tràn sàn nhà. Những người thuê trọ chứng kiến tất cả, ai nấy đều ôm miệng ho khan. Bà chủ trọ quỳ xuống đất, mắt hững hờ như chẳng còn sức sống gì nữa. Tao thua rồi, nó đã trở về. Sáng ngày hôm sau, công an tìm thấy thi thể của một cô gái hơn 20 tuổi bị chôn vùi trong vách tường. Không biết cô gái đã bị giam giữ ở đây bao lâu, nhưng thân xác của cô hoàn toàn không có dấu hiệu của sự phân hủy. Vì thế mà những người thuê trọ ở đây, ngoài việc lúc nào cũng thấy bản thân như đang bị theo dõi, thì chẳng thấy mùi gì lạ cả. Ly thấy thân xác của người chị đã mất tích bao năm, không ngần ngại mà ôm chầm lấy khóc nức nở. Chị ơi, chị chết oan uổng quá. Bố mẹ của Ly biết tin, hai người vội vàng bắt xe lên phố, nhìn lại người con gái năm nào. Thật không thể ngờ, gia đình họ lại đoàn tụ trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Mẹ của Ly nhìn người con gái, chua xót đặt tay lên mắt con, khẽ vuốt xuống như muốn nói lời chào tự biệt. Từ trong khóe mắt của xác chết, đôi dòng nước lăn dài trên nước da xanh lạnh lẽo. Sự việc gây rúng động cả một thời gian dài. Không thể ngờ mẹ con bà chủ trọ lại có thể ra tay độc ác đối với người con gái tội nghiệp đến như vậy. Đặc biệt hơn nữa là người ta ngày càng tin vào luật nhân quả. Chẳng ai có thể che giấu đi tội lỗi của mình. Không sớm thì muộn, tất cả sẽ bị phơi bày trước pháp lý mà thôi. Bà chủ trọ sau ngày hôm đó đã bị đưa vào trại tâm thần trong tình trạng bất ổn, và khoảng 2 tháng sau cũng thắt cổ tự tử trong phòng của mình. Còn hai cô gái trẻ vẫn cứ sống tiếp cuộc đời của mình, và họ biết rằng luôn có một người chị theo dõi theo từng bước chân của họ, bảo vệ những đứa em của mình qua mọi hiểm nguy. Quý khán thính giả vừa nghe xong câu chuyện ngắn Dãy trọ vong linh của tác giả Mây Hạ. Và đến đây thì Thi cũng xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc cho quý vị một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.